Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình phải đi 2 tiếng đồng hồ lái xe và phải ngủ khách sạn. Cùng cô bé lớn của mình hôm nay là đi thi gymnastics, là giống như thi nhào lộn, môn thể thao nhào lộn của mình không hiểu, mình không biết kêu gọi thể thao nhào lộn uốn dẻo đó. Thì có gì ngày mai mình sẽ quay cho các bạn coi. Thì phải đi sớm như vậy nên phải ngủ khách sạn, chứ một đêm như vậy mình book cũng phải là 100 mấy. Thì rồi ngày mai á thì sáng mình phải dậy sớm, chắc cũng phải là 6:30 sửa soạn và phải làm tóc cho bé đúng theo cái kiểu tóc mà cục cao thì cao đúng theo của một cái người mà đi thi gymnastics đó. Thì môn nhào lộn gì đó, đại khái là vậy. Thì cho bé sửa soạn và ăn nhẹ một chút rồi thì bé thi đợt đầu. Thì con nít ở đây thì phải dành thời gian với chúng một chút. Như cái đó hai vợ chồng cũng phải bỏ công việc đi nè, rồi phải tốn tiền khách sạn nè, rồi khi mà vào coi các bé thi á, mình cũng phải trả tiền cho các bé, mình cũng phải trả tiền vé vô coi chứ đâu có được tài trợ đâu. Nên á, nhưng mà vì giống như là con cái thích đam mê vui thì mình làm cho con cái cho nó vui lòng này kia, thì cha mẹ thì chỉ biết vậy thôi. Nhưng mà nó cũng có một cái sở thích riêng, nó mà có một cái đam mê thì đành chịu thôi, chứ chẳng có tài trợ hay được gì hết, nhưng mà niềm vui của mấy bé thì làm cha mẹ thì phải vậy thôi, nên mình cũng đành. Bộ đồ thi của bé, bộ đồ thi này á, đó có ba cái này với một cái cột tóc thôi, cái cột tóc thôi đó mà là 200 đô đó. Rồi xong năm nay, nếu năm sau thi tiếp là phải bộ đồ khác nữa. Thì môn này thì mình cũng thấy hao thì cố gắng thôi, đam mê của bé, bé muốn thì vợ chồng mình phải ráng cày. Ở Mỹ là cái gì cũng mắc hết á. Bắt đầu vào nha. Giống như là làm quốc ca vậy đó, game nào cũng phải có đầu tiên rồi mới được vô một cái game. Hay là có những bàn mà các vị giám khảo chấm cho cái môn đu cây, và bên đây là giám khảo cho cái môn nhảy, và các bạn thì phải được đánh mát thì các bé thi 4 môn tất cả.
và sau khi 4 môn cộng lại sẽ ra một cái kết quả, một cái điểm cho các bé và sẽ có giải thưởng cho từng bé. Những huy chương một lát các bé sẽ được nhận nha, nếu bé nào giỏi. Each year, all around champions, Jenna Simmons. From Chapel Hill, Kathy Lee. In fourth place on vault, from Chapel Hill, Aurora Lee. Third place from Stormore, Cadence Gilson. In second place on vault from Salem, Camelia Sa. And your vault champion with a score of 9.75 from Salem Gymnastics, Zaria Pumpus. Gymnast salute. Okay, moving on to bars. Moving on to bars. In sixth place from Salem Gymnastics, Camila Sock. Fifth place on bars from Jim Carolina, Leah Sharp. Back to third place, taking fourth on AgroSport, Kaylee DeLong. Third place from Chapel Hill Gymnastics, Aurora Lee. Second place on bars from Sumore, Bryn Abernathy. And your bar champion with a score of 9.50 from Sumore, Kaylee Gilson. Give us a salute. Okay, balance team. In sixth place from AgroSport, Kaylee DeLong. Fifth place on beam from Jim Carolina, Leah Sharp. Tied for third, taking fourth from Chapel Hill Gymnastics, Aurora Lee. Third place, Camila Sock. Second place from Salem Gymnastics, Aria Bumpus. And with a score of 9.575 from Chapel Hill Gymnastics, your balance beam champion, Kathy Lee. Gymnast salute. Okay, floor exercise. In sixth place from Salem Gymnastics, Camila Sa. In fifth place from Salem Gymnastics, Zaria Bumpus. Third place goes, fourth place goes to AgroSports, Kaylee DeLong. Tied for second, taking third position, Chapel Hill Gymnastics, Kathy Lee. Second place, Cadence Gilson. And your floor exercise champion with a score of 9.375 from Jim Carolina, Leah Sharp. Gymnast salute. Okay, all around, we're gonna go all around our 10 places. In 10th place from Bull City, Hazel Schroeder. 9th place from Bull City, Emma Yepes. 8th place from Sumore, Brennan Abernathy.
Seventh place all around from Chapel Hill, Kathy Lee. Sixth place from Acrosport, Kaylee DeLong. Fifth place all around from Jim Carolina, Leah Sharp. Fourth place all around from Salem Gymnastics, Maria Bumpus. All around goes to Aurora Lee, third. Second place all around from Salem Gymnastics, Camila Sa. And your all-around champion with overall score 37.50 from Silmore Gymnastics, Katie Stanton. Gymnast salute. Okay, we're going to move on to 18. Starting with vault, going out eight places. And eighth place from Jim Carolina, Mariam Dahir. Miriam Dahir. Okay, that concludes our session. Thank you very much for coming. If you would please exit out the back door. Come on, boy. Game map, thank you. I need to drive the door. Just when we need to come for an open door. I'm going to go to the hotel. When they're coming in.